Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới Nhất. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thành phố Yên Bái là 101 ha, Văn Yên là 5 ha, Yên Bình 0,65 ha. Diện tích rau màu bị thiệt hại là 12 ha, riêng Trấn Yên là 8 ha. Thành phố Yên Bái là 4 ha. Mưa dông kèm theo gió mạnh khiến cho 63,6 ha cây công nghiệp bị gãy đổ ở huyện Trấn Yên. Thiên tai làm 21 cột điện bị đổ, riêng thành phố Yên Bái 15 cột, huyện Trấn Yên 4 cột, huyện Văn Chấn 2 cột. Cây đổ làm đứt gãy đường dây điện 0,4 kV tại thôn 5, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, gây mất điện cục bộ tại một số địa phương. Tại thành phố Yên Bái có 125 cây xanh bị gãy đổ, 18 khu vực bị ngập úng cục bộ do mưa lớn, tập trung tại các phường Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Đồng Tâm. Một số lượng lớn bùn đất trên các triền đồi tràn về gây ách tắc giao thông tạm thời tại một số tuyến đường, ước tính thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ, khẩn trương khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Trạm y tế phân công cán bộ ứng trực đảm bảo sơ tán cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra, huy động các lực lượng xung kích, dân quân, đoàn thanh niên, các đoàn thể giúp đỡ các gia đình, cá nhân khắc phục bị thiệt hại, đồng thời cắt dọn các cây xanh bị đổ trên địa bàn, phối hợp với ngành điện lực khẩn trương khắc phục và bảo đảm an toàn về điện trên toàn địa bàn. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh dự báo tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông hết ngày hôm nay, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt mưa to cục bộ, khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thông tin dự báo cảnh báo thiên tai, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, ven suối, hồ đập, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời kiểm tra, rà soát thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông thủy lợi, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tại Điện Biên, mưa đá, dông lốc gây ra thiệt hại nặng. Chiều muộn hôm nay trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận mưa đá dông lốc lớn. Tính đến 21 giờ tối, cơ quan chức năng chưa thống kê đầy đủ thiệt hại. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều khu dân cư đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Tại Mường Khương chiều qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương, Lào Cai cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm hư hại 19 nhà ở và hoa màu của người dân địa phương. Đêm qua tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm hư hại 19 nhà ở của người dân, trong đó có 5 ngôi nhà bị thiệt hại 30-70%. Trong đó thị trấn Mường Khương có 3 hộ, xã Thanh Bình 1 hộ, xã Lùng Khống Nhín 1 hộ, còn lại 14 ngôi nhà khác tại các địa phương nói trên bị thiệt hại dưới 30%. Ngoài ra dông lốc làm gãy đổ gây thiệt hại 5,6 ha ngô tại xã Thanh Bình và Trung Phố, gãy đổ nhiều cây xanh tại thị trấn Mường Khương, xã Thanh Bình và xã Pha Long. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương đã phối hợp với chính quyền địa phương bị ảnh hưởng và huy động lực lượng tại chỗ, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất. Tại Nghệ An, Tuyên Quang, lốc xoáy và mưa dông đã gây ra nhiều thiệt hại. Lốc xoáy do rất mạnh đã làm 2 người ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị thương. Nhiều nhà dân tại Nghệ An và Tuyên Quang bị hư hỏng và tốc mái. Hoa màu của người dân bị ảnh hưởng. Chiều nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lốc xoáy và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh vào ngày hôm qua đã làm 2 người ở huyện Quế Phong bị thương. Lốc xoáy và gió giật mạnh còn làm sập hoàn toàn 5 nhà dân tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong. 160 nhà dân ở huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn bị hư hỏng và tốc mái, làm ảnh hưởng đến 168,45 ha lúa. 3 cột điện ở huyện Quỳ Châu bị gãy, cháy một trạm biến áp ở huyện Quỳ Hợp, 3 trường học ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong bị tốc mái. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện khẩn trương huy động lực lượng trên địa bàn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lốc và gió mạnh gây ra, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát thiệt hại, tổng hợp báo cáo. Tại Nghệ An hiện đang là mùa hè, nhiều bất thường của thời tiết có thể xảy ra, phổ biến là nắng nóng và dông bốc. Chính quyền các địa phương và các tỉnh đã cảnh báo về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân, các cơ quan được biết, phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Cùng ngày, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa to kèm dông lốc trên diện rộng, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa to kèm theo dông lốc đã làm cho 88 ngôi nhà của các hộ dân ở hai huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái, 30 ha lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, 3,7 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn tài sản, lập lại mái nhà cho các hộ bị thiệt hại,
khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, đồng thời phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng của người dân. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, dông lốc gây thiệt hại nặng nề. Từ chiều qua đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên xảy ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, khiến một người mất tích do chìm thuyền và gây thiệt hại về tài sản. Theo thông tin từ Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ tối ngày hôm qua đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50 đến 90mm. Một số trạm mưa lớn như Linh Phú 155mm, Minh Quang là 122mm thuộc tỉnh Tuyên Quang, thành phố Thái Nguyên là 132mm, dông lốc, mưa đá và gió mạnh khiến một người mất tích do chìm thuyền nan trên biển của tỉnh Quảng Bình, 1.003 nhà bị tốc mái và hư hỏng, trong đó Lào Cai 204 nhà, Hà Giang 27 nhà, Tuyên Quang 88 nhà, Cao Bằng 471 nhà, Nghệ An 165 nhà, Quảng Trị 41 nhà, Bình Thuận 2 nhà và Đồng Nai 5 nhà. Về nông nghiệp, mưa dông đã làm thiệt hại 7.581 ha lúa và hoa màu, trong đó Lào Cai 11,25 ha, Hà Giang 5,5 ha, Tuyên Quang 30,3 ha, Cao Bằng 174 ha, Nghệ An 168,45 ha, Quảng Bình 7.015,7 ha, Quảng Trị 151 ha, Bình Thuận 25 ha. Tại Hà Giang, 16 con gia súc chết. Về thủy lợi, 1.005 mét mương bị sạt lở tại Lào Cai, 3 tàu chìm hư hỏng, trong đó Quảng Trị 2, Thừa Thiên Huế 1. Ngoài ra, 2 người chết và mất tích trên biển Quảng Trị chưa xác định được nguyên nhân. Hiện địa phương đang tổ chức tìm kiếm. Tại Simacai, mưa đá dông lốc gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Sáng sáng hôm nay tại huyện Simacai xảy ra dông lốc, mưa lớn kèm theo mưa đá gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu vào khoảng 123,7 triệu đồng. Đáng chú ý, mưa đá diễn ra vào khoảng 5 đến 10 phút, viên đá có kích cỡ trung bình từ 1,5 đến 2,5 cm, gây ra thiệt hại về người và của. Trong đó 4 ngôi nhà tại xã Nàn Sán bị thiệt hại dưới 30% do bị mưa đá làm vỡ ngói và cây đổ vào mái nhà, ước tính thiệt hại khoảng 11,2 triệu đồng. Dông lốc, mưa lớn kèm theo mưa đá cũng ảnh hưởng đến 49,34 ha cây trồng các loại, gây thiệt hại tới 34 ha hoa màu, trong đó xã Nàn Sán 4 ha, xã Sán Trải 30 ha. Một số diện tích cây ăn quả ôn đới bị hư hại hơn 70% tại xã Nàn Sán, Sán Trải, ước tính tổng thiệt hại cây trồng, hoa màu khoảng 112,5 triệu đồng. Ngoài ra, tại trung tâm thị trấn Simacai có nhiều nhà dân bị sạt lở đất đá, mưa lũ tràn vào, gây hư hại về tài sản. Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra đánh giá tình hình, cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, xác định cụ thể tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời, tham mưu cho huyện phương án khắc phục hậu quả. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, có nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện Simacai đề nghị các địa phương trong huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo thiên tai, từ đó chủ động các biện pháp chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin mới nhất để cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!